sẽ phải hỏi số của ông này, quên mẹ. Nghệ nhân thấy chỗ này như là cái màu nó ghép đây. Dạ. Cái đây như từ đây nó ghép vào đây sao? À không phải ghép mà người ta bẻ cái cổ. Bẻ cổ thường chứ bẻ lửa nó bẻ vào. Ở đây nó cả vòng tròn, nó cắt cả quanh vòng tròn này thì chưa nào. Đúng không? Đây là cái cổ chỗ này mà. Chứ mà nó ghép này không bao giờ ghép thế này. Ừ dạ. Những bẻ cổ kiểu đó gì. Đây chỗ này rồi đó. Chỗ này không. Chỗ này vẫn liền. Ừ. Liệu liền được như chỗ này đại loại như V V đằng trước bẻ gập xuống cái đầu thấp cổ. Cái về sau liệu có nó có liền không? À liền chứ. Cây này là cây gì sắc quê là xanh liền. 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 Đây ông chủ kia. Có hỏi. Đấy, bác mới hỏi. Bao tiền cây này? 45 triệu. Bác chủ đọc số, đọc số điện thoại. Đọc số của bác. Không nhớ số. À, số kia 0932. Ôi, của Dung ấy à? Dung anh Thành. Ôi, thôi, không hỏi cả hai cây à? Dung Hoàng đi. Thôi. Đấy, lại khoe cây vừa rồi đấy. À, của Dũng Văn Khánh à? Cái quái nào lại không đi à? Đấy, ở nhà cũng gặp à? Không có. Thả nào mẹ nhìn thấy quen. Của Dũng. Thế Dũng có số rồi. Cây này mua của Hà Xuân Lợi. Mua của Lợi dưới... dưới Hà Nam. Hà Nam Lợi hay là của gì đấy chả nhớ, hay là Lợi hay Trương gì đấy, Trương Hải Dương gì đấy. Ok, thế thì lại biết rõ nguồn gốc quá. Đây, con này. À tức là sáng ông ra đây à? À ông con Dream vứt đây. Kéo cái nhá. Đấy, sáng lại cù sáng cù lại múc được con sung rồi. Nó để bãi nó chán nó định dọn về, ta phải mua hộ nó. À đây à. Đấy, cũng có người giúp là phấn khởi lắm. Xin phép hỏi cụ là mua cây này bao nhiêu đấy? 400. 400. Ô, giá rẻ giật mình nhỉ? Hả? Cắt ạ. Thì cây này là gốc non. À, nhưng mà bây giờ ý là bây giờ mua cây mấy trăm khó. Cái này về mình Việt Nam ấy thì làm mấy năm được nó mới đẹp được. Vâng. Còn mình có thể làm thì lâu. Nói chung là có dáng dấp rồi. Ừ. Xin chúc mừng cụ, cây giá rẻ. Cây ăn cục này thì cứ ra xem với bác cũng chẳng hỏi. Có hai cây kia thì đập mà đang rất là đắt ở kia thì rất nhiều người thích, nhưng mà cây kịp kim, cây hơi hoành hoành đi kìa, là 35, cây kia chắc tầm 20 trở lên, ba vài ấy. Nói chung là được cái cốt rất là già rồi. Cây thứ hai thì nó đẹp, nhưng mà tất nhiên cần thời gian. Đẹp, hai cốt tương lai, cứ nuôi về, cứ có tiền mà đầu tư về không sợ thua thiệt đâu. Đây, PC của PC của hả? Bà Hiếu Nghị bán chịu đi. Bán chịu đi. Để cho thằng em khoảng độ 2 đồng. Đấy, anh mua đắt rồi. Đấy. Thằng em bây giờ nó đang rất đói kém, lâu lắm không mua được cái cây nào. Anh đói lắm. Rất bức xúc. Thôi là anh phải về nhà anh ấy. Báo giá cho anh em trên mạng biết là bao nhiêu? 12. 12. 12 triệu. 12 triệu. Xì có tí tia tía nhỉ. Yeah. Cũng hồng. À, 12 đồng. Đây là mấy cái đầu? 1 2 3 5 đầu. 5. 5 đó. 5. 5 đầu. 0982. 0982. 705. 705. 096. À 096. Rồi. Đấy. Xuân trước. Xuân trước. Xuân trước đang qua, xuân này đã đến. Trước qua, xuân này đã tới. Đấy. Rất ưu ý. Ưu ý như người.
nuôi những cút này nhanh lắm, nhanh lắm, xì nó nhanh lắm. Đảm bảo không ấy thì mang về nhà để nuôi. Nên nuôi chứ bán. Nên nuôi và bỏ cái trồng cái đất này đi. Ờ, nổi lên thì. Ừ, biết rồi, phải thay. Đây người ta đang còn cát luôn. Thế mà vẫn mập này. Đây nó ăn tốt. Cá tốt đấy, không có cá đâu, đất à, đất, đẹp đất, đất, đất mua đấy, đất, đất, à, đất bãi, mua đất bãi, ừ, không đất mua đất làm đấy, à, cá đâu, cái này cũng hay, nuôi được cứ để nuôi thế này đã, hay ý là nhấc nó vào cái bành lên, xong rồi là cho nó vào cái, đây cái chú ý, đây có triển vọng đây rồi. À, cái này tắt đây. Đây nhé. À. Chả mới nhé. Chưa cho ngồi nhé. Rồi lên lại đi. Đúng không? 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 Lá to kiểu gì bể nở. Bao tiền cái xi này nhưng mà như đấy là phải từ 11 triệu rồi. Hả? 11 triệu. Bác cứ làm việc, em sang cây tiếp theo. Đi làm. Mang cả cái phi lao này đi à? Cả cái phi lao này à? À kìa. Đấy, hôm nay có trả câu nào? Quyến, có trả câu nào? Quyến đâu? Quyến nói là giá cao quá. Đây, nay mai đỉnh của nó là đúng thế này thôi. Đỉnh nó chỉ đúng thế này thôi. Họ đây, đỉnh luôn đây rồi. Đúng chỉ thế này thôi. Ừ. Không cao hơn nữa. Nuôi to bằng ngón tay này, cắt 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 đợt nữa. Đợt hết. Mà cái này có khi là hơi ấy, có thể cắt đến đây, mới bỏ cái này mầm này đi. Thấy cái này. Cái này này, cái này. Cái này. Phần này sẽ dù khớt đây. Để thế được không sao. Đây đây. Đấy. Đại hạ giá đi nào, đại hạ giá để lấy nè. Rồi. Rồi, không muốn bán đâu. Đây, anh làm. Có lúa, có lúa là sút. Không, có lúa nó trả được bao nhiêu. Nè. Yeah. Cái cây này này vẫn nguyên ra giá cũ đúng không? Còn con này là bao nhiêu đây? 2,5 đồng. 2 đồng rưỡi. Bán bao nhiêu chơi chợ rồi, thực ra là ý tưởng bán nó sung hay phết nhỉ, sung là quả còn nhiều ấy. Sung này là mấy tiền đấy? Thế sung đấy cũng 2,5 triệu. Ra cái đồ xi như này mình chưa muốn bán. Cung bắt đầu là để sóng rồi này, đúng phát như này xong rồi để lấy cung nữa, bắt đầu cắt to to cắt ra, cuối năm cắt chân bên này là hơi kéo, chân này là chân này, nhưng mà chiếc cái mặt này nó lại mặt chính, đó chính là đâu mặt phải rồi, con này cho lồi lên nó nhiều chân, nói chung là nuôi được, ổn, duyệt. Được, đây, nói chung là nuôi được.
chung phiên rằm có cây cũng hay. Hay đấy. Đấy, mặt kia là mặt chính. Vệ bãi nó còn chưa được ổn nhưng mà nói chung là chơi được. Người được. Mấy cái cây của bác nào đấy, xe của bác nào đấy chả biết. Nói chung là phiên chợ ngày rằm điều hữu có hai cây này. Ui, kìa cái tua cốt lá rồi. Trong kia thì bác kia mua cái cây kia rồi. Đấy, mấy hôm nữa lại đỏ chót rồi. Ở nhà còn cây nào không ấy? Nhà còn có chục cây. Toàn túc à? Cây này. Hay đấy nhỉ? Thế có cây nào xuất sắc, có ảnh ở đây không? Xe tí nào. Ảnh, không chụp. À. Từ Đông Anh lên đây à? Đúng không ạ? Hay bác ở đâu nhỉ? Từ Đông Anh à? Phú Thọ. À Phú Thọ. Điện thoại có Zalo đấy kìa. Có dùng cái gì thì gửi ảnh đấy không? Họ Zalo. Đấy thì bác đọc cho em cái số. Có khi nào tối hoặc là lúc nào bác chụp bác gửi em. Okay. Nếu mà ok dặn mang đi luôn. Đỡ phải mất công. 0913 0913 322 596 596. Bác tên gì? Duy. Duy. Ok. Ở nhà chắc nhiều cây nét như hơn những cái này nhiều đúng không? To hơn đúng không? Đẹp không. Thì những cây đẹp hơn nó to hơn. À to hơn à? Thôi được. Nhìn thấy ưng mắt là ok. Cảm ơn bác nhá. Ok. Đến chợ ngày hôm nay.